Xin chào tất cả các anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến tất cả các anh em cái ô dù cho cầu đài của thương hiệu Ben. Thì ô dù này có size 22 và 24. Cái thân của nó ha, bằng nhôm cứng và khá là nhẹ. Thì ô dù này có thể gắn thùng cầu đài, hoặc là các anh em có thể cắm xuống đất ha. Thì cắm xuống đất thì nó có kèm theo một cái ba chia này để cắm xuống đất. Cái vải dù của nó là vải dù chống thấm ha. Đó. Có size 22 và 24. Thì cái này nó có hai tầng ha. Thì trời mưa, nếu mà trời mưa mà tạt thì các anh em xếp cái tầng trên lại như thế này. Đấy. Trời mà nắng nóng thì các anh em dỡ cái tầng này lên để lấy gió. Đấy, cái tầng trên nếu mà trời nắng thì các anh em dỡ lên ha, để lấy gió cho nó mát. Thương hiệu Ben nha các anh em, một cái thương hiệu khá là nổi tiếng ha. Đó, các anh em có thể điều chỉnh cái dù ha, nó nghiêng để chỉnh theo cái hướng nắng của các anh em ngồi, rất là tiện. Thì cái thân này, cái thân thì bằng nhôm ha, khá là nhẹ và rất là cứng. Ở đây nó có ba cái lỗ này để các anh em tăng đưa cái chiều dài, chiều cao của cái dù lên. Đấy, các anh em bóp vào thì có thể tăng đưa đây. Đó, cái này nó có cái bật ha, nó sẽ gài lại, và khi mà cái này cắm xong cái anh bóp gài cái này lại này, nó sẽ cứng ha. Và đặc biệt là ngay chỗ này nó có một cái điều chỉnh độ nghiêng các anh em. Đây, đây cái dù có thể điều chỉnh góc nghiêng 45 độ lấy theo cái hướng nắng của các anh em ngồi ha. Và cái khớp điều chỉnh này rất là tiện luôn nha các anh em ha, không cần vặn vít gì hết. Nó cái kiểu như cái lò xo ha, các anh em chỉ cần bể theo cái hướng của các anh em thích là được ha. Đó, rất là chắc chắn luôn, những cái gọng của nó rất là cứng luôn. Và cái vải dù là vải dù chống thấm ha, rất là dày các anh em. Đó, rất là dày. Đó, dù của thương hiệu Ben ha, và hai tầng. Thì cái tầng này nếu mà trời mưa thì các anh em có thể xếp như thế này ha, và trời nắng thì các anh em có thể dỡ lên để lấy gió ha. Đó, dỡ một cái là nó lên thôi, rất là dễ dàng luôn. Đó, cái cách xếp cái ô dù như thế nào để cho nó không bị nhân cái vải để sử dụng được lâu hơn, một cái cách rất là đơn giản nhưng mà rất nhiều anh em không để ý ha. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các anh em một cách rất là đơn giản. Thì các anh em khi mà rút dù ra rồi để xuống thì các anh em một tay thì các anh em xoay ha, một tay các anh em cầm dò từ từ xuống cho nó xoay về một hướng. Đấy, nó xoay về một hướng các anh em. À, rất là đều ha, nó sẽ không bị làm nhăn cái vải. Các anh em có thể sử dụng được lâu hơn. Đó, rất là đơn giản các anh em.